Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá Phú Nhuận. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào. Son Heung-min là ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ. Chuyện đời tư của cầu thủ này vì thế cũng thường là tâm điểm báo chí. Heung-min từng nổi tiếng với những mối tình chóng vánh với các cô gái xinh đẹp xứ Kim Chi. Và sau đây hãy cùng điểm qua 4 cô nàng nóng bỏng trong danh sách ấy. Bon Miña. Miña là thành viên trụ cột của nhóm nhạc thần tượng Girls Day. Nhóm nữ 4 thành viên theo đuổi hình tượng quyến rũ nên Miña thường mặc các trang phục ngắn và ôm sát để khoe lợi thế thân hình chuẩn cùng đôi chân thon dài. Miña sở hữu khuôn mặt thiên thần và hình thể quyến rũ, nhưng đôi khi cô bị công chúng phàn nàn về sở thích mặc váy quá ngắn trong mọi sự kiện. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2014 khi Son Heung-min chưa tới Ngoại hạng Anh thi đấu. Nhưng chuyện tình giữa Son Heung-min và Miña chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng. Không có tiểu tam chen ngang, hai người hẹn hò trong bí mật rồi cũng chia tay trong lặng lặng. Sau khi bộ đôi trai tài gái sắc đường ai nấy đi, cộng đồng mạng đồn đoán khoảng cách địa lý là lý do chính. Thời điểm ấy, Son đang khoác áo Leverkusen ở Đức, còn Miña bận rộn với những dự án âm nhạc ở quê nhà. Nhưng sự thật không chỉ có vậy, độ nổi tiếng của Son Heung-min vào thời điểm đó chưa là gì so với hiện tại, nhưng cũng đủ để Miña không dám công bố bạn trai. Cô khăng khăng khẳng định mình không có mối quan hệ nào với Son Heung-min, hai người chỉ là bạn. Dù giới paparazzi tại Hàn Quốc liên tục săn được những bức ảnh cả hai đi chơi chung với nhau. Tháng 7 năm 2014, những bức ảnh hẹn hò của Son Heung-min và Miña được đăng tải lên khắp các mặt báo, gây xôn xao dư luận. Theo tiết lộ từ quản lý của Miña, khi hình ảnh hẹn hò trong đêm được đăng tải trên báo chí, hai người mới chỉ tìm hiểu nhau được một tháng. Miña giấu nhẹm chuyện cặp kè với chàng cầu thủ nổi tiếng nhất châu Á vì từng bị cho là không xứng đáng với Heung-min, một biểu tượng của thể thao Hàn Quốc, nhận đủ mọi chỉ trích vì đũa mốc đòi tròi mâm son. Vì quá sợ dư luận, vì khoảng cách địa lý nên Miña đã không thể đến với chàng tiền đạo điển trai sinh năm 1992, cả hai sớm chấm dứt mối tình không thể cản bước nhau. Han Jong-su. Han Jong-su không theo nghiệp ca hát, người đẹp sinh năm 1992 lựa chọn con đường diễn xuất và góp mặt trong khá nhiều bộ phim nổi tiếng. Người đẹp bằng tuổi cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc và từng đại diện khu vực Daejeon dự thi Hoa hậu Hàn Quốc 2012. Han Jong-su không hoạt động nhiều trong showbiz nhưng nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng khiến cô luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện. Tin đồn cô hẹn hò với chàng cầu thủ Đào Hoa bắt đầu rộ lên vào tháng 9 năm 2015 khi Jong-su đăng ảnh và viết: "Hai ngày nữa thôi, chúng ta tạm biệt" và mỉm cười. Đồng thời check-in địa điểm bằng hình ảnh lá cờ Đức. Khi đó, cộng đồng mạng đồn đoán rằng cô đang ám chỉ Heung-min vì anh sắp trở lại Đức thi đấu. Vào ngày chàng cầu thủ bay sang Đức, Jong-su cũng đã đăng hình ảnh đôi giày và viết những ký hiệu đáng ngờ như cờ Đức, máy bay. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người chưa từng được lên tiếng xác nhận. Sự ấp mở này khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc cảm thấy rất khó chịu. Cả hai chưa từng có một bức ảnh nào chụp chung nên nhiều người cho rằng Han Jong-su chỉ đang cố bám lấy hình ảnh của Son Heung-min để nổi tiếng hơn. Jo So-yeon. Hè 2015 đánh dấu ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của Son Heung-min. Từ Leverkusen, anh chuyển sang Tottenham với giá 30 triệu euro, phá kỷ lục chuyển nhượng của một cầu thủ châu Á. Và cuối năm 2015, Son Heung-min để lộ tin hẹn hò với So-yeon. Cô sinh năm 1986, là nữ diễn viên kiêm cựu thành viên nhóm After School. Cô có vóc dáng khá nóng bỏng, đặc biệt được bình chọn là một trong những ngôi sao nữ sở hữu vòng một đẹp nhất showbiz Hàn. Tuy nhiên, So-yeon cũng là người bị phản đối dữ dội nhất khi yêu Son Heung-min. Mỹ nhân nóng bỏng không được ủng hộ vì theo đuổi phong cách sexy. Biết tin Heung-min cặp kè với So-yeon, dân tình tha hồ bàn tán. Họ bảo So-yeon giống như một người chị gái hơn là bạn gái. So-yeon khiến Son Heung-min yêu sâu đậm nhất. Cuộc tình của hai người kéo dài từ năm 2015 đến 2017. Nhưng điều đó dĩ nhiên chẳng thể giúp được cô tránh khỏi búa rìu từ dư luận Hàn Quốc. Có tin đồn lý do chính khiến So-yeon và Son Heung-min đường ai nấy đi là bởi ông bố tiền đạo này cấm cản, không cho phép con trai yêu người trong showbiz lại còn hơn nhiều tuổi. Thân phụ của Son Heung-min muốn con trai tập trung tối đa cho sự nghiệp, khi nào trêu giày mới tính chuyện kết hôn. Trong một lần lên truyền hình, So-yeon tiết lộ cô rất thích xem bóng đá nhưng không nhớ mặt cầu thủ. Cô khẳng định mình không hề hay biết Son Heung-min nổi tiếng cỡ nào. Vào lần đầu gặp gỡ, cô còn không biết Son là ai.
Chính vì tuyên bố này, Soyeon bị cộng đồng mạng Hàn Quốc cho là kẻ giả tạo. Thời điểm tiết lộ sự việc, Soyeon đã có bạn trai mới nên việc nhắc tới So Hong Min khiến cô càng bị ghét bỏ hơn. Kim Min Ji là mỹ nhân kín tiếng nhất trong các mối tình với So Hong Min. Không tham gia showbiz Hàn Quốc nên Kim Min Ji là một trong những tình nhân hiếm hoi của So Hong Min thoát khỏi ánh nhìn từ dư luận. Được biết, Hong Min chia tay cô sau khi hẹn hò không lâu, không nắm được nhiều thông tin về cuộc sống, nhưng người hâm mộ xứ Kim Chi không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của cô. Kim Min Ji sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú cùng các đường nét sắc sảo, thường được so sánh với những diễn viên điện ảnh xinh đẹp nhất. Dù đã có không ít lần hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp bậc nhất xứ Hàn, nhưng ở tuổi 28, Son vẫn chưa thể ghi bàn thắng cuộc đời mà hầu hết những cô bạn gái của anh chỉ được biết đến qua những cuộc tình ngắn ngủi. Bạn có phải là fan của chàng cầu thủ điển trai người Hàn Quốc này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.